Thưa quý vị, chắc mỗi chúng ta vẫn chưa thể quên được những nỗi đau xé lòng trong vụ việc bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị bỏ quên trên ô tô đưa đón dẫn đến tử vong vào năm 2019. Vụ việc đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người làm trong ngành giáo dục, đặc biệt là những người làm công tác đưa đón các cháu nhỏ đến trường. Thế nhưng mới đây, một vụ việc tương tự không may lại xảy ra tại trường mầm non Hồng Nhung 2, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Một bé trai 5 tuổi cũng bị tử vong sau 11 tiếng bị bỏ quên trên xe. Thi thể của cháu đã được đưa về nhà tang lễ thành phố Thái Bình để an táng. Vội vã từ nước ngoài trở về, người mẹ trẻ đau đớn khi mãi mãi mất đi cậu con trai 5 tuổi sau chuyến xe đến trường định mệnh ngày 29 tháng 5. Dường như chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau này. Khoảng 15h30 ngày 30 tháng 5, chị TTLP có mặt tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Sau chuyến bay dài từ nước ngoài về Việt Nam để gặp mặt con trai lần cuối, con trai chị là bé TGH sinh năm 2019, mãi mãi ra đi sau khi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh trong tiết trời oi nắng 35-37 độ C. Gục trên vai người thân, bạn bè, nước mắt người mẹ không ngừng rơi cùng nỗi đau xé lòng. Những tiếng nấc khóc thương của người thân vang vọng bên trong nhà tang lễ khiến ai nấy đều xót xa. Chị P thường xuyên phải đi công tác xa nhà, mỗi lần vài tháng rồi lại về thăm con ít ngày. Lần này chị mới đi công tác, nhận tin dữ, chị vội trở về nhưng không còn được nghe con gọi hai tiếng mẹ ơi. Anh Nguyễn Ngọc Thái, 37 tuổi, người trực tiếp cậy cửa để cô giáo vào trong bế bé hát ra ngoài, cũng có mặt để chia buồn cùng gia đình. Anh nhớ lại, ngày 29 tháng 5, trường mầm non Hồng Nhung, cơ sở 2, tổng kết nên học sinh về muộn hơn bình thường. Gần 18 giờ, khi anh đến đón con đang học lớp 5 tuổi, thì thấy hai cô giáo đang cậy cửa ô tô. Anh Thái nhớ lại, tôi chạy lại hỏi xem xảy ra chuyện gì, có phải quên học sinh trên xe không, thì cô giáo nói vâng. Tôi vội vứt xe lại, đạp 4-5 lần nhưng cửa không mở. Nhìn thấy một khe, tôi dùng tay ghì vào thành xe, một tay bẩy cửa tạo khoảng trống để cô giáo vào được. Anh như rụng rời chân tay khi nhìn thấy cháu hát tím tái, tay có vết rớm máu. Cả ngày túc trực ở nhà tang lễ để lo hậu sự cho cháu trai, anh Trần Đức Anh, cậu ruột của cháu GH, buồn bã kể lại thời khắc nghe tiếng GH bị sao rồi. Khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 5, anh tới trường đón GH sau buổi tổng kết nhưng không thấy cháu đâu. Anh ngồi đợi đến hết buổi tổng kết mới bắt đầu đi tìm cháu. Anh Đức Anh lên tầng, tìm các lớp. Anh hỏi giáo viên trong trường thì được mọi người hướng dẫn đi tìm cô Nhâm. Khi thấy cô Nhâm, anh Đức Anh hỏi thông tin cháu mình thì cô giáo nói hôm nay GH không đi học. Anh liền gọi điện về cho mẹ, bà khẳng định cháu đã đi học và gửi cô giáo rồi. Anh Đức Anh nói rồi bật khóc, các cô đi tìm. Tôi nghe ngoài cổng có tiếng GH bị sao rồi này. Tôi chạy ra thì thấy một người đàn ông bế cháu mình ở trước cổng. Cháu tôi người tím tái. Tôi hô hấp cho cháu nhưng lúc ấy bé không còn thở. Tôi vội bế cháu đi cấp cứu, đến bệnh viện, bác sĩ bảo cháu đã tử vong. Bà DTH, bà ngoại cháu H cũng khóc nghẹn mỗi khi nhắc tới cháu. Bố mẹ thường xuyên phải đi công tác xa nhà, GH sống với bà ngoại và cậu. 6 giờ 20 hôm 29 tháng 5, bà dẫn Hát ra xe đưa đón của nhà trường. Khi thấy tận mắt cháu ngồi vào hàng ghế sau ghế tài xế như mọi ngày, bà mới trở vào nhà. Đây là năm thứ hai bé Hát học ở trường mầm non Hồng Nhung. Để thuận tiện việc đưa đón, mẹ bé chọn dịch vụ xe đưa đón của trường. Bà Hát chết lặng khi biết tin cháu được tìm thấy bất tỉnh trên xe ô tô. Bà chạy vội vào bệnh viện, nhìn cháu trai sáng còn vui vẻ cười đùa, giờ nằm bất động. Quần áo ướt sũng, gào khóc sao cũng không thấy cháu có phản ứng, trái tim người bà bị bóp nghẹt. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, 6 giờ 20 ngày 29 tháng 5, lái xe Nguyễn Văn Lâm và nhân viên đưa đón học sinh Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986, giáo viên trường mầm non Hồng Nhung 2, đón trẻ từ các gia đình đến trường, trong đó có bé TGH. 17 giờ 30, người thân đến đón nhưng không thấy Hát ở lớp mới báo cho nhà trường. Tập trung tìm kiếm và phát hiện cháu vẫn ở trên xe đưa đón, xe đỗ tại khuôn viên nhà trường. Do lái xe không có mặt tại trường nên mọi người phải phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu. Khi được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, bệnh viện xác định cháu đã tử vong. Tối ngày 29 tháng 5,
cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình Sự để điều tra làm rõ vụ án. Ngày 30 tháng 5, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh vì tội vô ý làm chết người.